Nãy giờ combat khá là nhiều luôn á, nhưng mà tôi vẫn chưa có nhận thấy một cái tình trạng giật lắc. Hay tìm giùm em một em máy tầm 600.000, vừa để phụ huynh dùng ổn mà vừa để thằng em ở nhà chơi Free Fire, hơi tham lam. Nhưng mà có luôn. Bắt đầu. Nè bạn ơi, để nhận được những cái sản phẩm tặng miễn phí từ tôi á, thì bạn ấn vào cái phần tiêu đề của video, sau đó kéo xuống phía dưới thì các bạn sẽ thấy là link tặng sản phẩm. Cái đường link này cũng có ở dưới cái phần bình luận đầu tiên của video luôn. Thì khi mấy bạn nhấp vô đó mà mấy bạn thấy nó như vậy, tức là sản phẩm nó chưa được mở khóa, mà còn nó xuất hiện như vậy thì sản phẩm nó được mở khóa rồi. Chần chờ gì nữa, nhanh tay ấn vào cái nút mua ngay. Tôi có thể mở khóa sản phẩm bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng trong thời gian không quá 3 ngày tính từ ngày video phát hành, tôi có thể mở khóa là sáng nè, trưa, chiều, tối hoặc là ngay cả khi video vừa phát hành. Cho nên các bạn mình phải nỗ lực và cố gắng để săn được những cái sản phẩm tặng miễn phí từ tôi nha. Mỗi video thì chỉ có một sản phẩm mà thôi, hãy cố gắng và nỗ lực nha. Chỉ có nỗ lực bỏ thời gian ra để săn sản phẩm thì mới có cơ hội nhận được những cái sản phẩm miễn phí từ kênh mà thôi. Ok, bắt đầu nha. Yeah, mến chào mừng các bạn yêu dấu của tôi. Mình đã cùng nhau quay trở lại với cái video tiếp theo trên cái kênh YouTube review và tặng lại, kênh YouTube chuyên review sản phẩm công nghệ và tặng lại miễn phí toàn bộ sản phẩm sau khi review. Thì báo cho các bạn biết, hiện tại đang ở giây phút này, tôi đang có một cái bài thi ở trường. Đó là một cái bài kiểm tra cuối kỳ. Nhưng mà không sao, rớt môn thì có thể học lại. Nhưng mà lời hứa với mấy bạn thì phải thực hiện cho nó thành công. Thành ra tôi phải bắt buộc quay cái video này và xuất bản cho nó kịp giờ. Chúng ta sẽ có một cái hộp đựng cái sản phẩm của ngày hôm nay, đó chính là một cái chiếc Vivo i51 với RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, siêu mỏng đẹp, màn hình đẹp. Để coi không phải là người ta mang vốn nha. Ok. Và trước khi khui cái chiếc hộp này ra thì tôi xin chúc mừng các bạn vừa rồi đã may mắn trúng được cái sản phẩm quà lần trước. Mọi cái thông tin thì tôi sẽ để ở trên phía cái màn hình cho các bạn tiện theo dõi, và nó có kèm thêm cái mã vận đơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vô khui cái hộp này ra. Yeah, nhân vật chính của chúng ta đây. Có điện thoại, có thẻ bảo hành. Chúng ta vẫn có đầy đủ các sạc ha. Ok. Và cái nhân vật chính của chúng ta nó ở đây nè. Một cái chiếc máy màu trắng với cái viền màu vàng. Và cái viền này được làm bằng kim loại. Cái mặt sau này thì làm bằng nhựa giả kính nha mấy bạn. Chúng ta có thể bóc được nắp lưng nè. Chúng ta có thể bóc ra để chúng ta thay sim nè, cắm thẻ nhớ nè, nhưng mà chúng ta không thay thế được pin. Và máy sử dụng 2 sim nhé. Ok, quay trở lại với cái máy của chúng ta thì chúng ta sẽ được một cái màn hình với cái độ rộng là 5 inch, độ phân giải là quy nhỏ HD. Ở cạnh trên chúng ta sẽ có cụm loa thoại cùng một cái camera trước và cái cảm biến logo của Vivo. Bên dưới thì chúng ta sẽ có 3 cái phím điều hướng. Cạnh bên phải chúng ta sẽ có là một cái nút tăng giảm âm lượng nè, nút nguồn. Cạnh dưới chúng ta sẽ có một cái loa ngoài, một cái jack micro USB, cái mic. Cạnh bên tay trái chúng ta chả có gì cả. Và cái cạnh trên thì chúng ta sẽ có một cái jack 3.5mm. Tiến đến mặt sau chúng ta sẽ có một cái camera, đèn flash, logo của Vivo và một số cái chứng chỉ của nhà mạng Shishiro. Do máy nó được làm từ cái khung kim loại thành ra chúng ta cầm cảm giác rất là đầm tay, kiểu chắc chắn lắm mấy bạn à. Ok, bây giờ thì tôi sẽ cắm sim vào và khởi động em nó lên. Trong cái thời gian đó tôi sẽ nhập wifi nè, và mình tải về những cái game, những cái app để chúng ta test trong ngày hôm nay luôn nha. Alo lô, máy nó đã lên rồi và sim sóng nhận một cách rất là ngon lành luôn mấy bạn à. Và tôi cũng đã tải về những cái game và các cái app để chúng ta test trong ngày hôm nay rồi luôn. Bây giờ mình sẽ tiến vô cái phần cài đặt nè, để mình xem máy nó sử dụng cái phiên bản hệ điều hành Android là 5.0.2 trên cái giao diện Phone Touch OS của Vivo. Bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần camera. Vẫn là cái củ tỏi nè. Chụp xem camera trước chất lượng như nào đây. Chất lượng tạm ổn. Ok, chất lượng tạm. Chúng ta video call cũng ok. Yeah. Và cái màn hình này nè, với cái độ phân giải là quy nhỏ HD trên cái màn hình 5 inch, và cái tấm nền của nó là IPS LCD thì đem lại một cái chất lượng tạm ổn. Rồi cái góc nhìn thì nó cũng khá à, chứ nó không có được quá tốt nha, tại vì đây là một cái sản phẩm tầm trung giá rẻ thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ là CPU Z nè. Chúng ta sẽ có một cái con chip là Qualcomm Snapdragon 400 và 2GB RAM, bộ nhớ trong là 16GB. Đúng rồi ha. Tiếp theo sẽ là Facebook, chúng ta vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà mình có thể nhận thấy rõ là cái độ trễ cũng như cái độ giật lắc của cái em máy này. Thì những cái chiếc máy này, những cái cô chú lớn tuổi sử dụng thì tôi khuyên mấy bạn là nên tải về cái Facebook Lite, nó sẽ ok hơn nha. Cái này thì vẫn được đó, nhưng mà nếu mình sử dụng data phụ hoặc là mình dùng lâu quá thì máy nó sẽ cảm giác nó sẽ bị khựng và bị lắc khá là nhiều. Và tiếp đến chính là YouTube. Ok, cái video mới nhất luôn nè. Về cái loa nghe khá là tốt mấy bạn à.
đặt ở cái vị trí này nè, nhưng mà cái máy nó được làm vuông góc á, thành ra khi mà chúng ta chơi game hoặc là chúng ta xem video, nếu mà cái tay mình để như vậy thì nó vẫn vừa lại một cái khoảng trống như thế này nè, nó không có bịt kín cái loa, nói chung vẫn rất là ok. Loa nghe khá là tốt á. Có phần cái góc nhìn của nó không được rộng quá, khi có ánh nắng trực tiếp nè, hoặc là khi chúng ta nhìn trực diện ở ngoài nắng gắt á thì nó sẽ hơi khó khăn xíu nha. Và bây giờ mình sẽ tiến đến cái phần game. Và bây giờ cái tựa game đầu tiên mà chúng ta tiến đến đó chính là Liên Quân Mobile. Ok, và đã vô game rồi nha. Thì cái game này đã được tôi đặt ở cái mức đồ họa là thấp nhất luôn. Bởi vậy khi mà chúng ta di chuyển nó rất là mượt nha. Tuy nhiên những cái hình ảnh thì nó xuất hiện răng cưa khá là nhiều. Cái điều này là cái điều đương nhiên rồi mấy bạn. Và bây giờ tôi sẽ đi chiến đấu thật là nhanh, để tôi còn phải làm cái bài thi nữa. 4 giờ chiều nay là tôi phải nộp rồi. Thành ra mình sẽ chiến đấu rất là nhanh chóng luôn nha. Mày hả áo trắng. Mày hả áo trắng. Tao chấp hai đứa tụi mày luôn á, á có một Van Hen như mình nữa kìa. Tao chấp mày luôn á, mày chỉ là hàng pha ke thôi. Hàng pha ke sao mà lại hàng riêu. Nó cũng nhanh, nó cũng biết chạy á. Tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là lễ hội nè con. Áo trắng nè hả các em. Áo trắng có làm cho anh lo lắng. Quá lo lắng luôn. Ok, tiến công phá trụ nào. À, trụ nó đã vỡ rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nãy giờ combat khá là nhiều luôn á, nhưng mà tôi vẫn chưa có nhận thấy một cái tình trạng giật lắc quá là khó chịu mấy bạn à. Mặc dù đã ra mắt rất là lâu và trên cái phiên bản này nó cũng rất là cũ rồi. Snap 400 như vậy là quá ổn áp rồi. Ừ, trụ mày không bắn, bắn cái gì vậy? Mũ nổi chán. Ừ, cái thằng này ừ, nó dí tôi mấy bạn ơi. Không ổn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra và tiến đến với cái đội game tiếp theo, đó chính là Free Fire nha. Ok, và cũng đã vô game rồi. Thì với cái Free Fire này, tôi cũng đặt nó ở cái mức đồ họa là thấp nhất, để chúng ta có được một cái trải nghiệm nó ok và hoàn chỉnh nhất có thể. Do cái con chip này á, nó được ra mắt rất là lâu, và nó cũng ở cái phân khúc thấp nữa, thành ra tôi không có tải PUBG về nha. Tôi nghĩ PUBG nó sẽ không có ổn định được trên cái chiếc máy này đâu. Nếu chúng ta có chơi được thì nó cũng lắc cực kỳ, cho nên thôi tốt chứ mình không tải. Bây giờ mình sẽ chui vô đây và mình nhặt từng cây súng đầy đủ rồi ha. Một cái em máy trong phân khúc tầm 500-600 ngàn mà chúng ta vẫn chiến được Liên Quân lúc nãy nè. Free Fire nó cũng rất là mượt, như thế này cũng khá là ngon. Thì những cô chú nè, hoặc là những đây khoan, để bắn này cái gì nói tiếp. Thì những cô chú nè, hoặc là những bạn nhỏ, mình có thể mua cái chiếc máy này về mình sử dụng, giống như là mình chữa cháy hoặc là mình đáp ứng những cái nhu cầu mà nó không quá co thì nó vẫn ok. Đâu em, đâu sao em bắn anh? Đó, nó vừa bắn tôi mà, đâu rồi? Khốn nạn thì chứ. Ôi chết ngắt rồi. What the hell? Máy này nó xịn sò quá à. Ôi, hôm nay thật là tệ, không có bắn được thằng nào hết á. Ôi xin lỗi mấy bạn nha. Bây giờ tôi sẽ thoát ra và mình tiến đến với cái phần đánh giá chung. Thì cái chiếc máy này chúng ta sẽ có một cái màn hình độ rộng nó vừa phải, cầm nắm thì nó chắc chắn nè, rất là đầm tay, cảm ứng mượt. Và cái độ mới của máy này thì nó cũng phải gọi là rất là ok luôn. Nó không có quá cũ. Những cái vết trầy của nó thì cũng có nè, nhưng mà nó không đáng kể. Về cái độ phân giải cũng như cái chất lượng của cái màn hình này thì nó chỉ ở mức là tạm thôi. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được rõ những cái điểm ảnh hoặc là những cái vết răng cưa trên những cái app này nè, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm của chúng ta đâu. Thì ở cái năm 2021, cái chiếc máy này chúng ta vẫn có thể lướt Facebook nè, YouTube nhẹ nhàng ok. Chiến game Liên Quân Free Fire ở cái mức cấu hình là thấp nhất vẫn rất là mượt, giống như nãy giờ tôi làm vậy đó. Tổng kết, chiếc máy này nó cũng khá là ngon lành đó. Chúng ta sử dụng được sim sóng 4G mạnh mẽ nè, hai sim micro sim nha,
có kèm thẻ nhớ luôn nữa. Còn về cái phần thời lượng pin á, thì do tôi không có được sử dụng cái chiếc máy này quá là lâu, thành ra mình không có thể đánh giá chuyên sâu được về cái thời lượng pin. Tuy nhiên nãy giờ chúng ta chơi những cái tựa game nè, các bạn để ý lúc nãy á, là pin nó không có tuột quá là nhiều, đúng không nè? Và đó là điều chắc chắn rồi, tại vì đây là một cái màn hình với cái độ phân giải khá là thấp, và cái con chip này á, nó cũng không có thiên về cái khoảng hiệu năng quá đỉnh, thành ra nó không có tiêu thụ pin của chúng ta quá nhiều đâu. Thì đây vẫn là một cái sự lựa chọn rất là tốt dành cho những cái bậc phụ huynh, những cô chú thì mình cần một cái chiếc máy để mình liên lạc với con cháu của chúng ta vẫn rất là ok. Và không còn gì nữa thì bây giờ tôi xin phép tiến đến với cái phần đóng gói và tặng lại luôn nha mấy bạn. Ok là cuối cùng chúng ta đã đến với cái phần quan trọng nhất, đó chính là đóng gói và tặng lại. Thì cái phần này sẽ được tôi tua thật là nhanh chóng nhé. Ok, xong phim và cái màn đóng gói cực kỳ nhanh chóng và chắc chắn của tôi đã hoàn thành. Cái video của chúng ta ngày hôm nay nó cũng đã kết thúc rồi. Nếu như mấy bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like. Và còn nếu thấy nó không hay thì sao? Cho tôi xin một dislike. Tại vì đó chính là cái số liệu mà giúp tôi cải thiện chất lượng những cái video trong tương lai nó tốt hơn. Và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký nè, cũng như cái nút cái chuông, để khi tôi ra video các bạn sẽ là những người nhận được sớm nhất, luôn luôn mang lại niềm vui và giá trị cho bạn. Có nỗ lực chắc chắn sẽ thành công. Review cái gì? Tặng lại cái đó, duy nhất chỉ có review và tặng lại. Bye bye.